ơi, tiền của tao. Tao làm đây là một cái người à, tiền của tao mà mày làm gì? Ai 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 anh lớn rồi được dành cho em vậy hả? Tiền của con lượm được trong phòng sách tự nhiên nó nói của nó à? Của con, ba phải của anh đâu? Rồi ba biết rồi con trai à. Có mấy đồng bạc lẻ mà hai anh em la sùm nhức cái đầu kinh khủng. Có mấy đồng 500 bạc lẻ mà nó nói vậy nè ba. Ba nhìn đi. Cái gì? Mấy triệu bạc? Của con. Trong phòng sách. Tiền của ba. Cái gì vậy? Không phải đâu. Làm gì tiền của ba? À. Trời ơi, cái gì vậy mấy đứa? Nè. Tiền vô vậy làm ra muốn sập đầu luôn hả? Cái gì á? Tiền. Tiền của con anh hai anh lấy nè nội. Trời ơi, con lượm được tiền trong phòng sách đó. Khoan. Cái gì? Tiền trong phòng sách. Đúng rồi, của con. Mấy triệu lận. Mấy triệu hả? Đúng rồi. Tiền của bà nội. Tiền trong phòng sách. Tiền trong phòng sách là tiền của con. Mẫn ơi, em có tiền không cho anh mượn vài trăm đi. Anh bị điên hả? Anh cũng biết câu trả lời nên hỏi làm cái gì? Hỏi xã giao thôi mày. Biết đâu bất ngờ. Để làm sao đây? Không ai Yumi giận mình nữa. Yumi lại mới vòi vĩnh anh cái gì nữa đúng không? Không có. Thôi đừng có xạo. Anh em với nhau bao nhiêu năm rồi em lẽ không biết. Trước đây anh rất là nhiều tiền. Bây giờ anh phải quay mượn tiền em coi được không? Tiền đó anh đem đi mua vàng hết rồi. Vậy thì anh bán vàng ra anh lấy tiền đó anh xài đi. Tao nói cho mày vui vậy thôi chứ tao còn cái vàng là tao chích liền á. Những cái vàng của anh đâu hết rồi. Tao bán tao mời Yumi ăn hết rồi. Đúng là đồ dạy gái. Dù lẽ dạy trai. Tao thề với mày luôn á, thằng Long không ăn cây nào ở chổng hết á. Nè, có tiền không? Dạ. Cho mày mượn 900 thôi. Cho chẳng 1 triệu. Mày còn 100 rồi. Mượn 900 là sao? Ừ, mẹ mượn bà bé đó, bạn mẹ 1 triệu, mẹ lại không có xài. Rồi tự nhiên đột xuất bà qua bà đòi gì không còn. Cho mẹ mượn. Bởi vậy mẹ hay mượn tiền người ta làm chi vậy? Mẹ thiệt tình luôn á. Đi lẹ, đứa lẹ đi, chứ mẹ đưa 900 cho mẹ mượn đi. Mẹ biết tại sao suốt ngày con chỉ ở nhà không không? Thôi, tôi hiểu rồi. Trời ơi, tôi vô mượn tiền, ông nói cái giọng đó. Có khi ông mượn ngược lại tôi nữa. Trả đang cặp cho tôi. Thôi mượn đi, còn con nói con trả lại cho. Trời đất ơi mẹ. Chỉ uống cà phê là không có tiền, mượn trăm luôn nha. Thứ ba ăn đi. Ủa, đi đâu vậy con? Dạ ăn đi, khui lịch sinh thái Đồng Nai chơi. Con đi cho mẹ. Ủa ông, thằng Phúc đi đâu vậy? Đi Đồng Nai du lịch mà. Thằng này lạ ha. Sao cuối tuần lần nào cũng đi chơi sớm rồi khuya mới về. Bà ngộ, nó đi dạy suốt tuần rồi cuối tuần nó đi du lịch rồi bình thường. Nó ở con thân bệnh lo gì. Nhưng mà tôi thấy lạ nghe ông. Lạ gì? Tôi nghi lắm nghe. Nghi thằng này đang cặp kè nè. Ngộ ghê. Chuyện cặp kè là chuyện của nó. Nó đang ở một mừng một. Alo. Lâu quá rồi mới gặp nha. Sao dạo này khỏe không? Hả? Ông chết rồi hả? Tiền hả? Trời ơi, ở đâu ra quách cho tiền luôn. Cảm ơn ông Thần Tài. Cảm ơn ông Địa, ông Thần Tài. Mẹ kia xuống cơm kìa. Tiền của em mà. Ở đâu ra? Tiền anh lụm được là tiền của anh mà, mắc cười à. Trả đi, đi ra. Trả đi, tiền của anh. Trả đi. Đừng có nhốt tôi vô toilet mà. Tiền của tao. Trả đi, tiền của tao. Tao lụm đây cho một cái mắc cười à. Tiền của tao mà mày nói gì? Ai 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 ai. Anh lớn rồi được dành cho em vậy hả? Tiền của con lượm được trong phòng sách tự nhiên nó nói của nó à? Của con, ba phải của anh đâu? Rồi ba biết rồi con trai à. Có mấy đồng bạc lẻ mà hai anh em la sùm nhức cái đầu kinh khủng. Có mấy đồng 500 bạc lẻ mà nó nói vậy nè ba. Ba nhìn đi. Cái gì? Mấy triệu bạc? Của con. Trong phòng sách. Tiền của ba. Cái gì vậy? Không phải đâu. Làm gì tiền của ba? Trời ơi, cái gì vậy mấy đứa? Nè. Tiền vô vậy làm
trời, muốn sập lầu luôn hả? Gì vậy? Tiền. Tiền của con mà anh không lấy nè nội. Trời ơi, con lượm được tiền trong phòng sách đó. Khoan, khoan, khoan. Cái gì? Tiền trong phòng sách? Đúng rồi, của con. Mấy triệu lận. Mấy triệu hả? Đúng rồi. Tiền của bà nội. Đi đây, đi đây. Đi đây, đi đây. Tiền trong phòng sách. Tiền trong phòng sách là tiền của con. Con ơi, tiền của mẹ đó con à, trả cho mẹ đi. Thôi mà mẹ ơi, có ai hiểu mẹ bằng con. Tiền của anh nè em. Có đó, tiền con mẹ. Cái gì vậy? Yên quên, làm gì vậy? Con. Mày làm gì có? Hả? Mày làm gì có tiền? Mày làm gì có tiền? Mẹ cũng làm gì có tiền? Im lặng. Bây giờ từng người phải giải bài tại sao số tiền này của mỗi người nha. Oan, oan. Sao oan? Tiền đó của anh. Thì bây giờ anh giải bài đi, anh là người đầu tiên. Ủa em, oan nữa. Tại sao? Có ai đi giải bài số tiền của mình kiếm ra không? Nếu vậy thì đây không phải là số tiền của anh. Đó là tiền của anh. Lý do? Đó là tiền hợp nhóm bạn học cũ của anh. Anh hợp, tiền quỷ đó. Hùng vô, xong rồi anh cất vô trong cuốn sách này nè, anh quên mất tiêu luôn. Tới lúc mà đi ra ngoài họp, anh không có tiền, không để quên tiền này ở nhà, mới lấy cái tiền túi của anh nè, anh bù vô. Vậy thì số tiền mà nhóm của anh là bao nhiêu? 2 triệu. Vậy thì đây chắc chắn không phải là tiền của nhóm anh, phải cái này hơn 2 triệu. 2 triệu mấy á? Hơn cái máy của anh. 2 triệu mấy? Con, tiền đó là tiền của mẹ, mà tin mẹ đi con. Ok, bây giờ tới mẹ. Ừ. Con biết không, cái số tiền này là của bà Tám Gai. Mẹ cho bà mượn rồi bà trả cho mẹ. Rồi mẹ cất lâu quá mẹ quên đó con. Mẹ cất vô đâu? Mẹ cất vô quyển sách đó. Tại sao mẹ cất vô sách? Con cũng biết mà, ba con mà biết mẹ cho ai mượn tiền là ông chửi mẹ đó. Mẹ nói cuốn sách này đó hả? Ừ. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi mẹ? Ừ, cũng cả năm nay rồi con. Vậy thì đây cũng không phải là tiền của mẹ đâu. Ủa sao vậy? Tại vì cuốn sách này mới xuất bản mới 6 tháng thôi. Cỡ 6 tháng à. Tại vì mẹ già, mẹ lú lẫn, mẹ quên. Tiền cũng như là tiền của mẹ. Trời ơi, quên thì quên tới 1 năm lận. Con của mẹ ơi. Con cũng không tin mẹ luôn. Trời đất ơi, tại sao vậy? Dâu con mà không tin mẹ chồng là sao vậy? Con ngày hôm nay con sẽ nói chuyện với mẹ luôn. Ừ. Số tiền này không phải là của con. Mày không phải của mày, mày nói chi? Không phải gì, tại sao mày rồi? Nhưng em mà là con lụm được. Và nếu trong gia đình này không ai chứng minh được số tiền này là của người đó thì nó phải thuộc về con đúng không mẹ? Mày đừng có xạo, mày đừng có xạo, mày lấy cái gì mà lấy. Tất cả im lặng. Anh phải nói mà rối không á. Minh, ý con nói là mọi người ở đây không ai là chủ nhân của số tiền này hết. Dạ đúng rồi mẹ. Con nói cũng có lý. Mẹ sẽ xác minh lại với ông nội và chú Phúc và tất cả mọi người đây, nếu không ai là chủ nhân của nó thì số tiền này của mình. Con thì sao? Tại sao không ai tin con hết vậy? Chứ là tiền của con mà. Không à, từ trước đến nay con không bao giờ trung thực cho nên mẹ sẽ không tin con. Con nói thiệt, đó là tiền của con, tiền mồ hôi nước mắt của con đó mẹ. Con phải cúp thôi trốn học để con đi làm thêm, con kiếm tiền nữa mẹ. Mà đó là tiền của em mà, sao anh quýnh em? Vì cái chuyện tiền bạc thôi mà con dám tự nhận mình là thằng trốn học, thằng cướp cua hả? Con trốn học hay không? Dạ không. Đó, thấy chưa? Riêng cái chuyện cướp cua là mẹ chắc chắn có. Nhưng mà không phải đi làm thêm kiếm tiền mà là đi đánh lộn, đúng không? Hả? Tiền của con thiệt mà. Nói chung cái số tiền này tôi sẽ xác minh lại. Tôi sẽ cần xác minh nữa em, tiền của anh mà em xác minh cái gì? Dâu ơi dâu, tiền đó là tiền của mẹ mà, trả mẹ đi, con tin mẹ đi dâu. Mẹ à, không tin mẹ là đúng rồi, con là chồng, người đầu ấp tay gối nè mà còn không tin con kìa. Chồng thì là cái gì chứ, ba có từ trong bụng mẹ chui ra như con không? Tôi từ trong bụng chui ra mẹ còn không tin con nữa nè. Nhưng mà đó là tiền của con, bây giờ kêu con chui vô lại cũng được nữa. Đinh Ly, bây giờ oan oan. Oan hả mày, nếu từ đầu con lấy tiền con đưa cho ba có chuyện này không? Có chuyện nồi da sáu thịt không? Cũng do con không à? Giết chết. Tần ơi, cô Kim Hiền của tội lắm. Cô Kim Hiền nào thầy? À, Diệu Hiền. Có người bạn rất thân mà bệnh nặng, nằm bệnh viện, không ai chăm sóc. Mà bệnh viện đâu phải gần đâu, tuốt Sapa. Cho nên cậu phải xin nghỉ là 2 ngày cuối tuần.
rồi đi máy bay, rồi đi xe máy, rồi đi xe lửa, rồi mới tới được bệnh viện. Tội nghiệp của thầy hả? Hoạn nạn mới thấy chân tình. Dạ. Alo. Hả? Tiền trong cuốn sách hả? Vậy hả ba? Dạ. Dạ con hiểu rồi. Dạ cảm ơn ba. Sao em? Sao sao rồi? Sao em? Ba con nói sao? Ba nói tiền này cũng không phải của ba. Yeah. Tiền của mẹ mà. Mẹ con nói đúng không? Ba tiền kẹp trong người ba giữ còn không xong, đừng huống hồ chi là bỏ trong sách. Trời ơi. Gọi gọi điện thoại cho ai nữa vậy? Bây giờ tiền ai nữa nè? Khoan đi, trong nhà mình còn thành viên nữa mà. Đừng nói tiền này là của cu bo nha. Bậy, cu bo nó nhỏ không lẽ nó ém tiền sữa nó mẹ. Alo, Kim Chi hả? Có chuyện gì vậy chị? À, chị muốn hỏi em một chuyện đó mà. Ờ, dạ, chuyện gì vậy chị? Em có kẹp tiền ở trong cuốn sách ở nhà mình không? Hả? Kẹp tiền vô sách hả? Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Bà xã. Hả? Đưa tiền này ba cho em cho anh với. Tiền gì? Ba có đưa tiền gì cho em đâu. Giỡn hoài, anh thấy ba đưa cho em, vợ chồng phải công bằng chứ được chứ. Ai nói với anh là ba đưa cho em? Ba có đưa cho em cái gì đâu. Vợ không sao đâu. Ê, nè, không có mà. Được rồi, phải chia đều mới công bằng chứ. Nè, có những cái bầu, nè. Dạ có. Hồi đó lúc còn ở chung em có kẹp tiền vô sách mà quên mất. Em kẹp bao nhiêu? Hình như là 3 triệu. À, vậy thì đây là tiền của em rồi. Dạ mà có chuyện gì vậy chị? Tại vì ở nhà tìm ra được số tiền khoảng 3 triệu ở trong cuốn sách mà không biết là của ai. Bây giờ chính xác là của em thì chị kêu mấy đứa nhỏ đem qua cho em nha. Dạ thôi. Với tình hình hiện giờ thì em nghĩ em không có nên nhận số tiền đó. Em nói gì vậy thì tiền em phải giữ lại chứ. Dạ, vậy em cảm ơn chị nha. Hôm nay ngày gì mà tự nhiên hên quá vậy ta. Cô Ba ơi, mẹ sắp có tiền mua sữa cho con rồi nè. Cô Ba ơi, mẹ sắp có tiền mua sữa cho con rồi nè. Mẹ ơi, tiền này của Kim Chi á mẹ. Không là không ai tin con hết, đây là tiền của con mà. Tự nhiên mẹ gọi cho Chiến Kim Chi chứ biết không là con nhận đi số tiền đó rồi. Im lặng hết đi, bây giờ số tiền này đã có chủ nhân rồi, không bàn cãi nữa, ok? No, ok. Ok. Dạ, chào Tiếp. Dưới nhà đi con. Dạ, con qua đây con đưa tiền rồi Tiếp. Tiếp cảm ơn con nha, phiền con mang qua tới bên đây cho Tiếp. Dạ, không có chi đâu. À, giờ con phải đi về con học bài rồi. Thôi con chào Thím con đi. Ừ, đi về cẩn thận nha. Dạ. Cô Ba ơi, mẹ con mình trúng bánh rồi. Đẹp không? Đẹp á? Ê, rớt đĩa. Ủa? Anh lấy tiền ở đâu mà đi mua mấy cái máy game đó vậy? Nè, em cất tiền cất kỹ chút nha, đừng có kẹt mấy cuốn sách. Cái gì? Anh đừng nói là anh lấy hết tiền để dành của em kẹp trong cuốn sách nha. Bất ngờ không? Bất ngờ cái thằng anh ấy, trả tiền lại cho em lên. Dạ. Trả tiền lại. Em đánh chồng vậy đó hả? Đem mấy cái điện này trả đi, trả tiền lại cho em. Dạ. Thôi tiêu rồi. Cái này đâu phải là tiền của mình đâu ta. Hả? Em nói vậy là sao? Tiền không phải của em thì của ai nữa? Là sao? Thì tiền em giấu trong cuốn sách, làm sao chú Phúc biết được? Chắc là chú Phúc nói giỡn với em á. Ừ. Thôi tiền của em đó em cứ giữ đi nha, không bàn cãi nữa. Ừ vậy nha, bye bye cưng.
Trời ơi, con nói đó là tiền của con, mỗi mai tin con ít đó. Ba. Vậy. Ba có tin con không? Không. Ba là người thương con nhất, ba cũng tin con á ba. Thôi mà bớt diễn sâu lại đi. Trời ơi, mày diễn sâu hơn bà nội mày nữa, lộ mặt hết trơn rồi. Có diễn sâu gì đâu. Mỗi nhà không ai tin con hết á. Khóc đi, khóc một hồi là ăn hết dĩa nho rồi khỏi ăn luôn á. Thấy không? Khóc thì khóc, ăn thì ăn mà kêu người ta tin. Xạo hả mày? Ba có mời gọi con hoài à. Ừ. Cảm ơn ba. Trời ơi, sao mà tin tôi vậy trời? Ừ, chỗ này làm cực thiệt. Nhưng mà được cái tiền rất là nhiều. Ta đang ráng để gom tiền mua xe mô tô cũ nè. Sao? Mẹ của tao hả? Không biết đâu. Trốn học đi làm thêm. Sao cho biết được. Bà biết rồi, bà biết tao no đầu luôn. Từ nha. Ta ngăn nắp.